Quý vị và các bạn thân mến, lại một sáng cuối tuần và chúng ta sẽ trở lại với giải đấu BNI và MBN lần thứ 2 năm 2022. Thủ thành Nguyễn Hà, số 85 Hữu Văn và số 95 Văn Mạnh. Và như vậy là tiếng còi bắt đầu trận đấu đã vang lên. Long Thường phối hợp với Hồng Thành. Hồng Thành chạm bóng, dứt điểm. Lại là Thần Tuấn Anh. Và bóng tốt. À, tốt. Long Thường, Hồng Thành bên kia. Cho BNI Wisama. Sút bóng. Tình huống phòng ngự phản công. Sút bóng. Tuấn Anh đẩy đội hình lên. Khoảng trống. Hồng Thành. Hồng Thành. Cú đá đã đập trúng cầu thủ áo màu cam. Văn Mạnh. Văn Mạnh. Evidence Titan. Khá tốt, cơ đây rồi. Khương Văn Kỳ đã chơi xuất sắc để cứu thua cho các cầu thủ áo màu trắng. Văn Mạnh, người rất chăm sút, mở bóng cho Trường Minh không. Dứt điểm, không vào. Và phối hợp tốt của các cầu thủ áo trắng. Nhưng bây giờ là phản công cho Wisama. Khung thành bỏ trống. Cầu thủ hoạt động tích cực bên phía Wisama. Cơ hội. Vẫn không thể có được bàn thắng. Nguy hiểm. Hồng Thành sút xa. Long Thường. Minh bóng. Trương Minh. Không được. Ngọc Việt mở sang phải cho Minh Bóng. Cú đá của Minh Bóng. Cướp được bóng rồi. Vẫn không thể có bàn thắng, đó là nỗ lực của Long Thường. Đội bóng áo cam phản công lợi thế. Văn Mạnh. Dứt điểm. Minh Bóng. Long Thường. Tôi đang rất khát khao ghi bàn. Nguy hiểm. Minh Bóng. Ngọc Việt. Vẫn không được. Vẫn là những nét xử lý cho thấy được sự điềm tĩnh của số 8. Trả tốt. Ngọc Việt. Đến bao giờ mới chịu ăn bàn đây? Đánh đầu. Nguy hiểm. Hồ Phương rất nỗ lực. Văn Mạnh. Chúng ta thấy được Văn. Đánh đầu. Hồ Phương. Văn Mạnh. Đường truyền thì như tên của anh vậy, quá mạnh. Sút xa. Chờ bóng vào. Đánh đầu.
Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Brighton đã khép lại vòng bảng bằng một trận hòa. Họ đã dưỡng sức để chờ trận đấu tứ kết được diễn ra vào sáng mai. Sau khi kết thúc trận đấu này thì chúng ta cũng sẽ đến với những diễn biến tiếp theo của giải bóng đá BNI và MBN lần thứ 2 năm 2022.